Hello, xin chào tất cả các bác lại quay trở lại kênh YouTube của MV chuyên mua bán trao đổi các dòng điện thoại cũ giá rẻ. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 10 năm 2024 thì em lại tiếp tục lên sóng và giới thiệu review cho bác những dòng điện thoại của cửa hàng điện thoại MV trong ngày hôm nay các bác nhá. Và bác nào lần đầu tiên xem kênh của bên em cho em xin một nút đăng ký kênh ở bên dưới các bác nhá. Một nút đăng ký kênh và một nút like video. Mỗi một buổi tối thì bên em sẽ review và lên sóng một clip báo giá chi tiết tất cả những sản phẩm mà bên em đang có. Bác nào thích chưa nào thì các bác có thể đặt hàng bên em qua hai hình thức một nếu các bác ở Hà Nội các bác qua trực tiếp cửa hàng em theo địa chỉ 111 Triều Khúc Hà Nội để xe máy. Còn cách mua hàng thứ hai là các bác ở xa không qua được thì các bác sẽ cọc tiền sau đó bên em ship hàng tận nơi cho các bác. Các bác nhận hàng mở ra kiểm tra hàng trước khi thanh toán các bác nhá. Đấy thì giờ đơn hàng dưới 10 triệu có 300 trên 10 triệu còn 500 và phí ship đồng giá 30 000 tiền ship. Đấy thì nội uh, dung là nó như vậy thôi. Và hôm nay theo thứ tự lần lượt từ máy cao tiền Em sẽ giới thiệu đầu tiên, bác nào cần mua những con hàng flagship thì các bác xem ngay bây giờ. Còn những cái bác nào mà cần mua những con máy cỏ cỏ thấp tiền 2 3 4 năm sáu bảy 8 triệu thì các bác xem cuối clip các bác nhá. Thì ở cuối clip em sẽ quay những cái máy rẻ tiền nhất và đầu clip sẽ là những con máy cao tiền nhất mà bên em quay trong cái ngày hôm nay. Sản phẩm đầu tiên chính là cái siêu phẩm Galaxy S23 Ultra, phiên bản của nó là phiên bản Hàn Quốc. S23 Ultra trước mặt các bác đây, em mới về một cái lô rất nhiều Samsung Galaxy S23 Ultra. Đấy, màu hồng này, màu trắng này màu hồng nhiều cực kỳ luôn các anh em màu hồng màu trắng rồi màu đen màu xanh tí nữa sẽ giới thiệu lần lượt các cháu ấy cho các bác xem hàng về là hàng siêu lướt đẹp tầm 98 đến 99 tất cả các chức năng hoạt động ok thậm chí nhiều cây còn nguyên cả siêu viền đến đông này có nhìn chưa Đấy, cây này cũng còn nguyên siêu viền này có này màu hồng và màu xanh phiên bản 256 và 512 ghi hiện tại thì Cấu hình của nó là màn hình 6.8 inch, 2K cộng 120 hạt chip slot Qualcomm quan slot là 8 8 gen 2, pin của nó là pin 5000, RAM 12 GB và bộ trong của nó là 256 hoặc 512 GB các bác nhá. Hiện đây thì giá đang loanh quanh từ 16 ,5 triệu 5 cho đến 16 ,8 triệu 8 là các bác đã mua được trước rồi. Ví dụ như con 23% màu hồng trước mặt các bác đây, con này hàng A đẹp tầm 98 đến 99%, 16 ,8 triệu 8 phiên bản 512 GB các bác nhá. Còn ngoài ra em có cả cái phiên bản những cái phiên bản Uh, 256 gb con này không biết là bao nhiêu ghi con này đại loại là hàng mới về đây con này xem mở lên xem bao nhiêu GB vẫn còn chưa chuyển ra ngôn ngữ tiếng Việt luôn cái này thì chuyển ra thì chỉ từ 6 đến 9 giây này em đã chuyển xong rồi các bạn nhá đấy con này 256 gb ra uh, bộ như trong là 256 này thì là 16 triệu đại loại là từ 16 triệu cho đến 16 triệu 8 là các bác đã được sở hữu một con Galaxy S23 Ultra phiên bản của nó là phiên bản Hàn Quốc vừa dùng được hai sim vừa có hiêm của ngoại và là một cái phiên bản cao cấp nhất trên cái dòng 23 Ultra các bạn nhé thì sản phẩm đầu tiên chính là S23 tra Ngoài ra S23 em còn ngoài ra em có cả phiên bản 256 GB màu trắng này, màu đen, màu xanh. đại loại rất nhiều màu để cho các bác lựa chọn nhá. Trắng, đen, xanh và hồng. Đấy, 256 GB thì gồm có bốn màu như vậy. Bác nào mà thích mà chốt thì các bác nhắn tin Zalo để đặt hàng. Đấy, hàng đẹp từ 98 đến 99%. Nghĩa là trên viền của nó cũng có những cái vết phe phẩy siêu nhẹ nhưng mà không đáng kể các bác nhá. Đấy các bác nhìn chưa? Đấy nó cũng đẹp nhưng mà nó gọi là hàng siêu lướt Đấy, giá hiện tại đang nằm 165 đối với phiên bản 256 g 168 đối với phiên bản 512 g các bạn nhé Đấy là cái sản phẩm đầu tiên mà em khởi động lên giới thiệu cho các bác đầu tiên trong cái clip ngày hôm nay và bây giờ thì em giới thiệu các bác những cái siêu phẩm tiếp theo chính là 22 Ultra 22 Ultra thì hiện nay bên em đang có cả phiên bản Hàn và phiên bản của Mỹ đều có phiên bản 128 g 256 g 512 g và bây giờ em giới thiệu lần lượt cho các bác sản phẩm đầu tiên chính là con 22 Ultra dung lượng của nó lên tới là 512 g hiện tại thì hai anh cha nếu bác nào dùng một sim các bác lựa chọn bản Hàn còn nếu mà các bác dùng hai sim thì anh em lựa chọn bản Mỹ nhé bản Mỹ trước mặt các bác đây là phiên bản 512 g hàng lai lưu đẹp 99,69 tất cả các chức năng hoạt động ok nguyên siêu viền đi đông dưới bóng này các bác nhé con này thì gần như là nét nè nè thôi đấy camera 100x zoom lên 100x và độ phân giải là 108 mp màn hình 6,8 inch Con này mấy con này đang hết pin rồi các bác màn hình của nó là 6,8 inch 2 k cộng 120 hạt pin 5000 chip slap là 8 gen 1 con này thì loa kép sạc nhanh bút pen các kiểu đầy đủ các bác nhá đối với phiên bản 512 gb đang hết pin này thì giá hiện tại đang là 13 triệu 200 000 và trong cái giá này thì bên em sẽ bao gồm đầy đủ ốp lưng sạc cáp và giá màn hình đầy đủ cho bác còn ngoài ra các bác nào mà cảm thấy lưu trữ không hết đến 512 gb thì anh em quất ngay cho em bản 256 gb cho các bác nhá 256G thì cũng có đang có hai màu là màu đỏ và màu xanh phải nói các bác là gọi toàn màu quốc dân rồi cực kỳ đẹp luôn các bác nhìn phê chưa tầm này những cái con hàng là flagship như này Hay 22 Ultra mới cứng cựa như này giá chỉ có loanh quanh có 12 triệu 500 nghìn bản 256G và 13 triệu 2 đối phiên bản là 512G thì các bác quất ngay vào việc ngay các bác nhé qua này là 256G giá hiện tại em bán cho các bác là 12 triệu rưỡi tặng đầy đủ ốp lưng sạc cáp và giá màn hình đầy đủ cho bác màu xanh và màu đen hàng này new đẹp 99% nguyên siêu viền ni lông di bóng tất cả các chức năng hoạt động ok ngoài ra thì em có cả phiên bản mỹ 128 trăm mỹ một chai tám ghi còn đúng một cây màu trắng cuối cùng và duy nhất thôi các anh em anh em nào mà thích uh, vừa vừa tiền thì các bác chơi con này Đấy, một chai tám ghi màu trắng ngọc tàu ring đẹp chín chín tất cả mọi chức năng ok ngoài này cái quất nguyên siêu viền ni lông chế bóng giá cho các bác là một chai 8 g là 10 triệu 900 nghìn tặng đầy đủ ốp lưng sạc cáp và giá màn hình đầy đủ cho các bác và ngoài ra thì S22 Ultra tra bên em đang có cả phiên bản là phiên bản Hàn Quốc phiên bản Hàn Quốc thì bên em đang có cả phiên bản 256 g và phiên bản 512 g em giới thiệu cho bác mấy cây phiên bản 256 g trước nhé 256 g thì em đang có hai chiếc hàng giá là 10 triệu 2 hai con này thì đẹp tầm 97 tất cả tất cả các chức năng là hoạt động ok đấy anh em nào mà cần trước nào thì các bác nhớ là bên góc các góc trái góc phải của màn hình thì em luôn để một cái biển này trong đó có cái số điện thoại của bên em này các bác nhá thì các bác nhắn tin zalo để đặt hàng đấy các bác chốt con nào thì các bác chụp ảnh màn hình lại sau đó gửi qua zalo cho bên em bên em thì số điện thoại zalo chỉ có một số duy nhất này thôi con này là một con S22 Ultra phiên bản Hàn Quốc, dung lượng của nó là 256 GB. Màu đen và màu trắng ngọc tờ rinh, hình thức máy đẹp tầm 97 98%. Đây loại là trên viền cũng có những cái vết phe phải nhẹ một tí. Đấy, coi nhìn này, viền nói chung là gọi là phẩy thôi nhưng mà nó cũng là phẩy rất đẹp các bác nhá. Con này là phiên bản này là phiên bản này, US à, sorry các bác, sorry qua đi là phiên bản Opa. Phiên bản Hàn xẻng này các bác nhá. Màn hình cong 6.8 inch. Bản Hàn Quốc thì nó khác bản Mỹ cái gì bàn Bà Hàn Quốc nó chỉ dùng được một sim nhưng mà ngược lại thì cái bộ trong của nó ngon lên tới là 256 g ra 12 g chip vẫn là slot 8 gen 1 pin vẫn 5000 camera vẫn 100x và độ phân giải 108 mp vẫn là có bút pen để anh em vẽ lại chân dung người yêu cũ của thủ, thủa ấu thơ anh em nhé ấy thì uh, con này có sạc nhanh loa kép các kiểu đầy đủ chip 8 gen 1 hai con một con màu trắng một con màu đen giá 10 triệu 2 tặng đầy đủ cho bác ốp lưng sạc cáp và giá màn hình Ngoài ra thì có một con này thì nó trong cái lô hàng nó hơi phải hơn so với chiếc còn lại thì đang giảm 300 000 so với cái giá kia. Con này thì các bác nhìn lưng nó hơi lên tấm này. Đấy, và viền của nó hơi xước một tí các bác nhá. Thì con này giá cho các bác là 10 triệu 2 trừ đi 300 còn 9 triệu 9. Tặng đầy đủ ốp lưng sạc cáp giá màn hình cho các bác. Thực tế cây này các bác chỉ cần cắn cái cỏ ốp 30 000 vào đây là em nó như ngọc tờ ring ngay các bác nhá. Đấy, phiên bản của Mỹ. Và sản phẩm tiếp theo chính là S22 trai nhưng mà phiên bản 512 g 512 ghi thì trước mặt các bác đây là một cây màu xanh. Đấy, 512 ghi ra 12 ghi, một sim bản Hàn Quốc, cây này đẹp 99%, gần như siêu lướt luôn các bác nhá. Các bác nhìn cái viền nó đẹp chưa? Đấy, clip hôm qua em lột cái siêu viền là các bác phải nói là mới cứng luôn. Có này thì mới 99% rồi, tất cả các chức năng hoạt động ok, hôm nay này còn nguyên cả cái siêu viền này. Đấy, lột ra thì cũng đại mới đét luôn các bác nhá. Đấy, các bác nhìn cho lột ra thì đúng là bóng. Đây, nhìn đang để siêu viền thì gọi là đổ lát hoang sơ này. Lột ra phát này. Đấy, cảnh vật nó lên thơ chữ tình ngay các bác nhá, nhìn khác hẳn luôn. Con này hiện tại giá em đang bán cho các bác là 11 triệu 800 000 Phiên bản ra 12 trên 512 g một con màu xanh cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Màu xanh viền đen. Đấy, con này giá cho các bác là 11 triệu 8 tặng đầy đủ ốp lưng sạc cáp và giá màn hình. Ngoài ra, phiên bản 512 g em còn một cây màu đỏ mận này nữa, cũng là 11 triệu 8 hàng đẹp 99%, 98% các bác nhá. Tất cả các chức năng là hoạt động ok hết. Đấy thì vừa xong em đã khởi động nhanh nha các bác. Hai cái mẫu điện thoại chính là S23 Ultra và 22 Ultra. Bây giờ em giới thiệu các bác dòng 21 Ultra nhá. 21 Ultra thì em có phiên bản Mỹ và phiên bản của Hàn Quốc. Trước mặt các bác đây chính là bản Mỹ, hàng mới cứng đẹp 99%, màu bạc. Hàng gọi là người ta gọi là lét lẹt luôn các bác nhá. Đây chính là con S21 Ultra màu bạc này. Đấy, các bác nhìn nó phê chưa? Màu bạc này thì được cái nào nó không bị bám vân tay. Khi mà các bác sờ vân tay vào đây nhá, là nó không bị bám vân tay lên trên cái 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 máy này kể cả cái lưng nó cái lưng thậm chí đây cái chỗ này nó đang hở này Đấy, các bác nhìn chưa sờ vân tay lên thoải mái nhá tay các bác như tay của anh em nào mà nhiều mồ hôi ấy, thì sờ lên nó cũng không bị làm sao con này là một con máy camera 100x màn hình 6,8 inch hai trăm cộng 120 mẹ mấy con ngày hôm qua bán rồi mấy con này còn pin không vì một ngày nhà em số lượng máy nó quá nhiều không thể kịp sạc pin được các bạn con này thì uh màn 6,8 inch hai k cộng 120 hạt mới đét đèn đẹp, đẹp 9,69% giá hiện tại đang là 8 triệu 800 nghìn của mình em và trong cái giá này thì bên em sẽ bao gồm đầy đủ cho bác ốp lưng sạc cáp và giá màn hình đầy đủ còn ngoài ra em có cả phiên bản của Hàn Quốc bản Hàn Quốc thì em có một cây 8 triệu và một cây 8 triệu 2 màu đen huyền bí Đấy, màu đen huyền bí 8 triệu 8 triệu 2 thì viền của nó sẽ hơi phe phải nhẹ một tí trên viền nhưng màn hình thì sáng đẹp trong veo không ám mố và không như ảnh ôm mấy cây này ngày hôm nay toàn hết pin này không amố và không lưu ảnh tất cả các chức năng hoạt động ok hết các bạn nhé hôm nay thì cái dòng đời cao này để riêng một chỗ lên là nó nó chưa kịp sạc còn những cái qua đời thấp thì chắc chắn nó có pin bởi vì dòng đời thấp là để một chỗ đời cao để một chỗ đời cao hôm nay quên không sạc pin đấy mấy ngày quên không sạc pin luôn và cái sản phẩm đấy chính là S21 Ultra phiên bản của quả Hàn Quốc giá hiện tại em đang bán cho các bác là 8 triệu cho đến 8 triệu 2 và một cái sản phẩm tiếp theo mà ngày hôm nay em phải giới thiệu cho bác rất là nhiều đây chính là con lốt 20 Ultra phiên bản của Mỹ và phiên bản của Việt Nam trước mặt các bác đây nếu các bác nào mà dùng một sim à dùng hai sim mà cần nghiêm của gọi thì các bác quất ngay phiên bản Việt Nam trước mặt các bác đây là ba cây màu đồng các bác nhá ba cây lốt 20 màu đồng con này là phiên bản này là phiên bản của của Việt Nam hàng A đẹp 98 đến 99 phần lốt 20 ultra đồng các bác nhá con này thì gần như vỏ vùng các kiểu đẹp trang này các bác nhìn quay kỹ này Đấy, quay kỹ đẹp trang chưa Đấy, siêu viền bên trên bên dưới còn nguyên này Đấy, siêu việt bên trên bên dưới còn nguyên. Các bác về các bác lột ra nhá. Bút S Pen loa kép sạc nhanh. Con này thì màn hình của nó rộng 6,9 inch. Hai các cộng và 120 hạt thậm chí được cái miếng dán màn hình được rồi thôi. Đấy, có con này còn nguyên cả miếng dán của hãng này. Con này con số mấy đây? Con này con số 3 này. Nguyên cả cái miếng dán của hãng luôn các bác nhá. Đấy, lột ra lột cái miếng này ra là các bác sẽ được một cái miếng dán của hãng bên trong. Nó rất là mỏng và nó phẳng phiu cực kỳ luôn. Màn hình của nó là 6,9 inch hai cái cộng 120 hạt ram của nó là ram 8 g bộ trong là 256 g các bạn nhá con này thì nó chuyên về cái xu hướng gọi lồi đồng cuối đá 8 256 g pin 4500 chip uh, Acelot 990 con này thì uh, gọi mát máy giá hiện tại em đang bán cho các bác là 8 ,3 triệu ba đấy 8 ,3 triệu 3 tặng đầy đủ ốp lưng sạc cáp và giá màn hình đầy đủ cho bác nhá ngoài ra thì em có cả bản mỹ bản mỹ thì nó sẽ như thế nào bản mỹ thì nó nó khác cái bản làm việt nam ấy là nó dùng hai sim nhưng đó là một sim vật lý và một e sim thì trước mặt các bác đây chính là ba con phiên bản của Mỹ con này thì hiện tại nó là hàng đẹp tầm 99 phần đấy led nè nẹt luôn các bác nhá tất cả các chức năng là đương nhiên được hoạt động ok hết rồi Thế ra 12 128 gb và Việt Nam thì 256 g nhưng bản Mỹ thì chỉ có 128 g thôi nhưng mà ngược lại thì cái thằng này nó lại hỗ trợ thẻ nhớ ngoài nên là nếu bác nào mà cần lưu trữ nhiều thì các bác chỉ cần một cái thẻ nhớ vào đây là ok đấy thẻ nhớ vào đây là ok các bác nhá phiên bản của Mỹ hàng cũng hàng đẹp 99 giá hiện tại em đang bán cho các bác là 8 triệu ba bằng với phiên bản Việt Nam đấy thì bác nào mà thấy con nào mà nhu cầu sử dụng của mình như nào cảm, cảm tính phù hợp thì anh em vào việc các bác nhá đấy là vừa xong em đã giới thiệu tất cả những cái dòng mà liên quan đến cái từ Ultra ví dụ như lốt 20 cha S21 S22 và S23 Ultra bây giờ thì em giới thiệu cho các bác những dòng máy bình dân hơn rẻ tiền hơn các bác nhá đấy, anh em nào mà cần mua rẻ nữa thì các bác cứ xem cuối video còn đoạn này thì sẽ là đẻ vừa vừa ấy, à đây quên lúc nãy s 21 Ultra bản Mỹ em còn cái loại hàng 8 triệu 2, hàng A trừ này nữa này, hàng 98% quên luôn giới thiệu cho bác. Đấy, s 21 Ultra lúc nãy các bác nhân đấy mình chỉ giới thiệu cho bác hàng đẹp keng. Còn cái loại hàng 8 triệu 2 này lấy quên luôn giới thiệu, con này hàng A trừ đẹp tầm 90 98%, con này giá 8 triệu 2, tặng đầy đủ ốp lưng sạc cáp giá màn hình cho bác. Đấy, Galaxy S21 Ultra. Và sản phẩm tiếp theo giới thiệu cho bác chính là S22 Plus. 22 Plus thì hôm nay em về được một con bản Mỹ. Đây, một con bản Mỹ, đẹp 99% màu trắng. Con này thì gần như siêu lướt luôn. Gần như em nhìn vỏ vùng các kiểu đẹp căng luôn các bạn nhé Đấy, bác nào dùng hai sim thì quất ngay con bản Mỹ này cho em, có 5G này. Đấy, con này thì màn hình 6.6 inch nhưng cảm giác của nó cực kỳ to, máy chắc chắn. Đấy, không to không bé nhưng mà khi mà mình mình nhìn đến cái cảm giác này các bạn nhìn này, cái tấm nền màn hình phẳng của nó nên cảm giác cái máy nhìn nó to ra các bạn nhé Con này thì hiện tại là màn hình có 6.6 inch thôi nhưng cảm giác rất to. 2 sim 2 sóng hỗ trợ 5G đầy đủ pin 4 nghìn rưỡi RAM 8 128GB chip 8 gan 1 Đấy, con này giá hiện tại là 7 triệu 7 các bạn nhé hàng A rồi con này hàng A 7 triệu 7 màu ngọc màu, màu ngọc tờ rinh còn ngoài ra em có cả phiên bản Hàn Quốc này nữa bản Hàn Quốc này thì bộ trong của nó sẽ là 256 gb con này thì camera chụp ảnh cực kỳ đẹp luôn các bạn nhé cực kỳ sắc nét luôn Nói chung là những cái con uh, Galaxy S22 Plus này thì các bác biết rồi Ô, có con này sau cái biển bị vỡ này cái con này hiện tại giá hiện tại em đang bán cho các bác là 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 7 à, 7 triệu 3 một con màu hồng. Hình thức thì chắc chắn là cũng có phe phẩy xước sát nhẹ các bạn nhá. Đấy cũng có phe phẩy xước sát nhẹ một chút có 7 triệu 3 màu hồng này em thấy nó cũng khá đẹp. Cũng có xước nhưng mà nó xước ít. Đấy, nó xước ít. Con này thì 7 triệu 3 màu hồng lam tính, con này à, bản Hàn Quốc 256 GB, RAM 8 GB, chip 8 gen 1, pin 4 rưỡi Rồi à, con này màu đen, màu đen này thì hình thức của nó cũng xước sát một chút các bạn nhìn đây, nó cũng xước sát một tẹo các bạn nhá. Con này thì giá hiện tại em đang bán cũng là 7 ,3 triệu 3 Con màu hồng, một con màu đen, con màu đen này cũng được này Con này chỉ hơi sức sát tí chỗ camera sau thôi cái, 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 cái mép camera sau này thôi Còn lại thì viền em thấy là cũng khá là đẹp Con này giá cho các bác là 7 ,3 triệu 3 Đấy con này con số bao nhiêu đây Con số 6 nhá Đấy, Số 6 và số 2 này em thấy là khá ok Còn ngoài hai con này 7 ,3 triệu 3 em sẽ giảm còn 7 triệu tròn hai con này chính thức sẽ giảm 7 triệu tròn các bác nhá Đây 7 triệu tròn và hai con này hình thức nó hơi xấu Đây các bác nhìn lưng của nó hơi lấm tấm này Nhưng mà máy thì zin chuẩn chỉ 100 ,000. Viền hơi xấu Đấy viền hai con này hơi trông nó hơi xấu một tí Gọi là máy xấu đi Nhưng mà được cái màn hình sáng đẹp trong veo Và tất cả các chức năng là hoạt động ok Ngon này cảnh quất các bác nhá Đấy chỉ có mỗi cái viền nó xấu như vậy thôi Thì giá em đang bán cho các bác là 7 triệu Tặng đầy đủ cho bác ốp lưng sạc cáp và giá màn hình đầy đủ cho bác Chỉ việc dùng thôi Đấy là cái dòng sản phẩm S22 Plus mà em vừa giới thiệu cho bác Bây giờ thì giới thiệu bác trong cái tầm tiền mà trên dưới 6 cổ các bác nhá Trên dưới 6 cổ thì thực tế bây giờ em có mỗi một cái con dòng máy Chính là S21 Plus Hôm nay thì em về được thêm cái dòng S21 Plus này hôm nay em về thêm được hàng đẹp. Đấy, S21 Plus bản Mỹ, con này thì giá hiện tại là 6 ,2 triệu 2 một con máy trong phân khúc 6 củ. Đấy, màu tím, màu đen, hàng đẹp 99%, tất cả các chức năng hoạt động ok. Màu tím, màu đen, viền vàng, hình thức 99%. Con này ba cam sau này, một flash này. Đấy, có cổng sạc nhanh type C này. Con này loa kép sạc nhanh các bác nhá. 2 SIM 3 8 RAM 8 gb Con này chip slap là 888 này, pin 4800 này rồi bao nhiêu gian 8 128 ghi nó toàn cái liên quan đến số 8 thôi hiện tại thì giá em đang bán đối với cái dòng sản phẩm S21 cộng này đang bán là à, 6 triệu 200 000 tặng đầy đủ ốp lưng sạc cáp và giá mình nhiều bác nhá 6 triệu 2 và ngoài ra thì em có rất nhiều S21 Plus bản của Mỹ giá rẻ ví dụ như đây 21 Plus bản Mỹ giá rẻ ví dụ như con này con số 9, con số 10 giá loanh quanh có 5 triệu tư là các bác đã được sở hữu rồi thì đương nhiên là cái hàng này nó sẽ xước hơn các bác nhé đấy, lưng thì tương đối là ok này lưng thì tương đối đẹp hơn nhưng viền vùng các kiểu thì nó sẽ xước hơn nó không đẹp keng như kiểu cái con kia đây viền nó sẽ có những cái vết xước này đấy vết xước nhẹ này cái con màu bạc này thì xước nhẹ trên viền này nhưng mà màn hình thì lại không sao thì lại đẹp keng những cái con màu mà màu tím mộng mơ này thì lại trên màn hình thì hơi xước sát Đấy, tình trạng như nào thì bên em sẽ quay rõ các bác nhá. Riêng cái sức sắt của màn hình này dán lên hết sạch luôn, không một cái vết xước nào nữa. Gần như nó hết đến 90% đến 95%. Đấy, gần như không thấy gì nữa các bác nhá. thì màn hình thì sáng đẹp trong veo, tất cả các chức năng hoạt động ok. Chỉ có mỗi cái là nó xước sắt vỏ, xước sắt màn nhẹ một tí thì giá cho các bác quanh quanh 5 ,4 triệu tư là các bác đã được sở hữu một chiếc rồi. Ngoài ra thì bản Mỹ em có cả hai cây, một cây 5 ,2 triệu 2 và một cây 5, ,5 triệu rưỡi này. Đấy, cây số 8 và cây số 7 các bác nhá. Đấy, 5, ,5 triệu rưỡi thì đương nhiên nó đẹp hơn 5 triệu 8 à 5 ,2 triệu 2 rồi thì các bác nào mà thích mà chốt con nào thì các bác vào việc con này nói chung là tầm tiền thì ngon bổ rẻ rồi hơn 5 triệu là các bác được sở hữu một chiếc các bác nhé còn nếu mà bác nào mà dùng một sim thì các bác có thể quất cho em phiên bản Hàn Quốc bản Hàn Quốc một sim nhưng được cái cái bộ trong của nó nhiều sẽ lên tới là 256 ghi đấy Hàn Quốc một sim 256 ghi gian 8 ghi hình thức đẹp tầm 98 phần trăm như này thì giá em đang bán là 6 triệu các bác nhé có một cây màu hồng nhạt và một cây màu hồng lam tính và hai cây màu tím mộng mơ thì giá hiện tại em đang bán cho các bác là 6 triệu tròn đấy Samsung Galaxy S21 Plus bản của Hàn Quốc còn ngoài ra bản Hàn Quốc nếu một phẩy hơn một tẹo thì giá có 5 triệu 8 thôi nghĩa là hình thức của nó hơi sức sát hơn một nhẹ mà hơn một tí nữa đấy, ví dụ như cái viền hơi hàn nhẹ này thì giá cho các bác là 5 triệu 8 các nhá cây này thì viền không hằn, cây số thai này viền không bị làm sao này nhưng mà lưng của nó thì trông nó lại hơi lấm tấm nhẹ hơn tí đấy thì giá 5 triệu 8 tặng đầy đủ ốp lưng sạc cáp giá màn hình cho bác đây ba cây này 5 triệu 8 này Đấy, cây số 1 này cũng 5 triệu 8 nhé Vì cây này em thấy nó hơi phải Đấy, 5 triệu 8 thanh lý nốt thôi Có một ít phiên bản Hàn Quốc nữa thanh lý nốt cho các bác Và sản phẩm tiếp theo em giới thiệu các bác Trong cái tầm tiền mà hơn 5 cổ nhé Hơn 5 cổ thì xem nào Lốt 20 Lốt 20 5G bản Mỹ còn trước nào không Mỹ cũng hết hàng rồi các bạn Đây Bây giờ thì giới thiệu cái dòng máy trong cái phân khúc mà tầm tiền uh, Trên dưới 5 cổ thì chính xác hơn Chính là con lốt 20 Lốt 20 thì bên em uh, còn rất nhiều đây em sẽ giới thiệu cho bác một cái lô hàng vừa mới về xong lốt 20 phiên bản Samsung Việt Nam lâu lắm rồi em mới về được bản Samsung Việt Nam mà lại còn về số lượng cực kỳ nhiều luôn các bạn nhá phiên bản Samsung Việt Nam gồm hai màu là màu đen và màu đồng giá thì nó là hàng phẩy nên giá cũng chỉ từ 4 triệu 950 cho đến 5 triệu hai thôi có một cây 5 triệu 2 thôi còn lại thì đa phần là 4950 các bạn nhé con này thì bộ nhớ trong của nó sẽ lên tới là 256 sáu đấy bản Việt Nam cấu hình của nó như thế nào thì em giới thiệu cho bác đây như sau về màn hình thì vẫn là 6,7 inch độ phân giải màn hình Full HD như kiểu những con máy khác như bình thường có đây là bản Samsung Việt Nam anh em sẽ dùng là hai sim vật lý nhá đấy các bạn nhìn chưa hai sim vật lý nó báo là khe một khe hai này chứ nó không báo e sim có hỗ trợ 5G như bình thường chip Qualcomm Snapdragon 865 như bình thường RAM của nó là RAM 8 và bộ trong là 256GB bản Việt Nam này thì bộ nhớ trong gấp đôi bản Mỹ RAM 8 g bộ trong tháng 25, g giá từ 4950 cho đến 5 triệu 2. Có màu đen và màu đồng các nhá. Cây màu đồng số 7 này thì 5 triệu 2 cây này đẹp nhất này. Đấy, cây này thì thức của nó ok chưa các bác? Đấy, thì 5 triệu 2 nhá. Đấy, cũng có phe phẩy chứ không phải là không có phe phẩy vết nào mà cũng có phe phẩy nhưng nó phe phẩy ít hơn. Thì 5 triệu 2 cây này cây số 7 đây. Cây này thì đã kiểm tra sim sóng vân tay vân tủng các kiểu rồi. Cái này thì nhân viên nhà em test hết rồi các bác nhá. Chứ còn không phải vân tay của em. Em bận em không có thời gian ngồi test vân tay vân tủng đâu. Cái này thì có một người chuyên ngồi để test máy thôi Đấy, Vân tay là trước khi gửi đi Khi đến tay các bác là vân tay khuôn mặt các kiểu là bên em sẽ kiểm tra hết Thậm chí sim sóng các kiểu đã kiểm tra hết rồi các bác nhé Đấy thì con này là con bản Việt Nam 256Wii giá 5 2 triệu 2 Ngoài ra có 4 cây bản Việt Nam khác thì 4950 thì mấy cái này hình thức của nó sẽ phe phải hơn các bác nhá. Sẽ phe phải hơn tầm 97%. Đấy các bác nhìn chưa? nó cũng có những vết xước nhẹ ở trên viền nhưng tổng kết thì cũng khá là ok nói chung là 256 trăm mà ram 8 g giá loanh quanh bốn chín thì giá đấy cũng ok rồi đấy bốn chín năm mươi triệu hai còn ngoài ra nếu bác nào mà thích phiên bản Hàn Quốc thì các bác có thể lựa chọn phiên bản Hàn Quốc em còn vài chiếc nữa đây bản Hàn đây 4 triệu 6 4 triệu 7 là các bác đã được sở hữu còn 3 chiếc các bác nhá màu hồng màu đen và màu màu đồng 4 triệu 6, 4 triệu 7 Đấy bản Hàn Quốc thì 256 ghi Hình thức thì cũng phe phải sức sát hơn Các bạn nhá Thì bác nào mà chốt mà kết con nào Thì các bác cứ nhắn tin zalo cho bên em Để vào việc vào chung kết luôn các bạn nhá Và sản phẩm tiếp theo em giới thiệu cho bác Bây giờ em giới thiệu trong cái tầm tiền hơn năm cổ Thì còn một cái mã S21FE Con này S21FE 5G Bản này là bản của Mỹ Nô vàng này bản Mỹ màu đen màu tím Hình thức máy mới 99,69% Có cung cây của nguyên cả cái siêu viền ni lông này Đấy, cây này một lột ra nguyên siêu viền nông thì đẹp keng luôn các bác nhá. Con này thì đẹp 99,69% tất cả các chức năng hoạt động ok. Đấy, 21 FE bản Mỹ màu tím màu đen, RAM 6 128GB, màn 120 hạt chip slot 888, pin 4500, có hỗ trợ 5G. Con này giá hiện tại em đang bán cho các bác 5 triệu 2 nha các bác nhá. 5 triệu 2 một chiếc S21 FE. Và sản phẩm tiếp theo, bây giờ em sẽ giới thiệu các bác trong tầm tiền hơn năm củ còn một cái mẫu nữa. Chính là S21 5G Mấy bác hôm qua đặt màu trắng với màu tím thì các bác đừng vội hiểu là cái cây hôm qua các bác đặt này em đã gửi đi rồi nhá. Hôm qua em bán một con màu trắng một con màu tím đi rồi. Và hai con này là hai con em mới cầm ra. Đấy không ngay mấy bác lại nay lại ngồi xem clip được lại bảo hôm qua sau đặt rồi mà hôm nay vẫn còn. Các bác phải nhìn cái số này. Đấy, hôm qua các bác đặt là số khác nhá. Hôm nay nó là số khác. Hai cây hôm qua em bán rồi thì hôm nay em lại cầm tiếp hai cây một cây màu tím một cây màu trắng ra. Con này là chính là một con máy nhỏ gọn hàng A đẹp tờ hai con này cầm ra chưa hết chưa có pin thì biết ngay là hai con cầm ra là chưa có pin ngay ấy có xem con cũ này còn pin không ấy con cũ này vẫn có pin nhá vân tay vân tổng các kiểu kiểm tra rồi con này không biết là vân tay của ai này ở à đây vân tay này là vân tay của nhân viên kết máy nha em này ấy thì con này hiện tại là giá đang là 5 triệu 400 nghìn hàng A lô hàng này về nói chung là rất là đẹp ấy hàng đẹp tầm 98 đến 99 phần trăm siêu lướt luôn các bạn nhé màu đen màu tím màu trắng giá 5 triệu tư tặng đầy đủ ốp lưng sạc cáp tám màn hình cho bác đấy thì bác nào mà chốt mà kết mà cần một con máy nhỏ gọn hai sim thì các bác có thể lựa chọn con S21 nhỏ này đấy, 5 triệu tư một chiếc hàng A các bác nhé còn những cái con hàng xước càng phẩy ấy, thì 4 triệu 8 4 triệu 7 cũng có là cái chuyện bình thường đấy không tiền uh, nào của đấy thôi 5 triệu tư hàng A và sản phẩm tiếp theo trong cái tập tiền hơn năm cổ thì lốt 10 Plus em còn một chiếc nhưng con này hình thức của nó hơi phe phẩy uh, xước góc hoặc cấn góc một tí đây các bác nhìn này hơi cấn một tí đại loại là vỏ nó vùng nó hơi phải tẹo thôi Đấy, trên này thì em quay cũng rất cận cảnh và chi tiết rồi các bác nhá nên các bác nào mà chốt thì vào việc các bác uh, chốt các bác cứ bình luận ở dưới clip ấy thì thực sự là bình luận ở dưới thì không thể vào việc được mà các bác muốn chốt máy là các bác anh em ấy phải nhắn tin qua zalo này cho em này thì anh em mới vào việc rồi nhá chứ cứ nhắn tin cứ chốt ở dưới clip cứ bình luận ở dưới clip là chốt con nọ con kia nhưng mà chốt bình luận đấy làm sao mà vào việc được đấy thì các bác xem clip thích con nào thì anh em vào việc nhé con này 5 triệu tư Đấy, màn hình các bác nhìn này nó trong veo luôn các anh em để mà kiếm được những con nốt 10 màn zin trong veo như này ấy. phải nói các bác là cực kỳ khó luôn các anh em con này thì ra 12 gb bộ trong của nó là 256 gb Lốt 10 Plus vỏ hơi cấn hơi phải tí giá 5 ,4 triệu tư Đấy, giá rẻ hơn bình thường 800 à rẻ hơn bình thường 400 ngoài ra thì em còn một con lốt 10 Plus à lốt 15 g hôm trước thì có nhầm là cái bác ấy lại cọc một cái con nốt 10 em lại cứ nghĩ là cọc con này Ôi bác cái cọc con lốt 10 Plus cái bản Mỹ nếu anh em xem clip cách đây tầm mấy ngày thì có một con bản mỹ màu đa sắc như này Đấy, em lại không để ý em tưởng ba cái cọc thì em lại cứ giữ ra hóa ra là con ba cái cọc bản mỹ ấy thì con này là vẫn còn Đấy, em lại tưởng ba cái cọc con này cơ thì em lại bỏ riêng con này ra thì hôm nay bác em bảo gửi hàng cho bác ấy, thì cuối cùng xem lại thì hóa ra là ba cái cọc bản mỹ ấy thì em lại hoàn cọc lại cho bác ấy bởi vì bên em nhầm lẫn các bác nhá con này là một con lốt 10 phiên bản hàn nhỏ gọn xinh xắn màn hình 6,3 ba inch thôi ấy ra mười hai hai năm sáu giá cho bác bốn triệu hai ấy còn một cây lốt mười Nốt 10 đa sắc này rất đẹp 5, 4 triệu 2 có nhé Và trong cái tầm tiền mà hơn 4 củ Em vẫn còn một cái mã nữa Chính là con Galaxy M53 M53 này một trong cái dòng máy phải nói các bác là cực kỳ đẹp luôn Màn hình ok Máy mỏng các bác nhìn này 0,9 9 mini Các bác biết quá mỏng rồi So với những con khác các bác nhé Thiết kế cũng to Màn hình to phù hợp cho người già người lớn tuổi các kiểu ok Các bác nhìn này màn hình của nó lên tới 6,7 inch Đấy, AMOLED đục lỗ cam trước RAM 8 GB bộ nhớ trong là 128 GB, pin 5000 có hỗ trợ 5G và ghi của gọi 8 128 GB. Con này giá hiện tại em đang bán cho các bác đối với màu đen cho các bác là giá là 4 ,2 triệu 2 các bác nhé Hàng A đẹp tầm 99% Ngoài ngoài ra em có cả hàng A trừ màu trắng Giá 3 ,9 triệu 9 Đây, Hàng A trừ màu trắng này Thì trên viền của nó các anh em nhìn này Đấy nó hơi xước sát một tẹo Thì nó là hàng A trừ 3 ,9 triệu 9 các bác nhé Tặng đầy đủ ốp lưng sạc cáp và giá màn hình cho bác Đấy, thì trong cái tầm tiền hơn 4 củ có những cái loại như vậy. Và trong cái tầm tiền hơn 4 củ còn một cái con máy cuối cùng này nữa. Đây chính là con S15G phiên bản 256 gb bộ nhớ. Máy zin đẹp đèn đẹp từ A đến Á zin 100, 100 Qua Con này là một con S15G mà bên em có một cái lô bên em đã bán hết rồi, còn có đúng một cây cuối cùng thì thôi. Con này hình thức hơi phẩy nên em sẽ lộc lá cho các bác 100 các bác nhá. Đấy, lục lá cho các bác 100, còn 4 triệu rưỡi giảm 100 còn 4, ,4 triệu tư con này sẽ giảm còn 4 triệu 4, 4. Đấy, 256GB Màn hình của nó mới là cái đẳng cấp này Ôi con này tiếc con đã đang hết pin Màn hình của nó mới là cái đẳng cấp 6.7 inch Màn hình 2K giá pin 4.500 Rồi bộ trong 256GB Một con màu vàng gold giá 4 triệu 4 Và bây giờ em giới thiệu bác Những con máy trong cái tầm tiền Mà hơn 3 cổ của bác nha Hơn 3 cổ thì khá là nhiều mẫu máy Để cho các bác lựa chọn Đầu tiên là con A53 còn một chiếc nữa Con này RAM 6 128GB màn 120 hẹp thì thức máy hơi phe phẩy hơi sức sát tẹo tầm 9697 phần trăm có nhìn viền cũng hơi sức sát tẹo không nhé Con này thì RAM 6 128GB màn AMOLED kích thước là 6,5 inch Đấy, đầy đủ tiếng Việt CS Play nhiều bác cứ hỏi có tiếng Việt hay không rồi nhiều bác cứ hỏi bản và Hàn bản Mỹ có tiếng Việt hay không thực tế bản Hàn bản Mỹ nó nó vẫn là hàng chính hãng của Samsung sản xuất nó chả khác cái gì bản Việt cả thậm chí nhiều quan chip của nó còn khỏe hơn bản Việt rất là nhiều các bác nhá. Đấy, con này được đầy đủ tiếng Việt này, CS Play RAM 6 128GB pin 5000. Nó khác thì cái bản Việt Nam đâu. Con này có hỗ trợ 5G các bác nhá. Và game của gọi đồng thời. Cây uh, Samsung Galaxy A53 giá 3,6 triệu này. Rồi có con A33 thì còn một cây duy nhất 3 triệu 4, ,000. con này hàng đẹp 98% A34 này con này rất đẹp con này có cấu hình nó xem xem con A53 thôi mà hình cũng 6,5 inch pin 5000, RAM 6 sóng 1 này 8 màn hình AMOLED rất mượt luôn các bạn nhé giá hiện tại đang là 3 ,4 triệu tư này rồi có một con hơn 3 triệu tiếp theo chính là con Galaxy A71 phải nói các bác con A71 này vẫn là một trong con máy rất đẹp con này thì hình thức của nó đẹp tầm 97 98 màu đen huyền bí được sở hữu một quả màn hình đúng thượng thừa luôn có màn hình 6,7 inch AMOLED RAM 8GB bộ trong là 128GB pin 4500 có hỗ trợ ghiêm của gọi các bạn nhé A71 bản hàn Đấy, giá cho các bác là 3 triệu rưỡi và ba cái dòng này ấy, thì bên em chỉ tặng cho bác là sạc cáp và dán màn hình thôi còn cái con A33 này em có ốp lưng nhá còn hai cái con còn đại này con A53 với con A71 này em chỉ tặng sạc cáp và dán màn hình không kém ốp lưng đấy vì nó cùng cái xem xem cái cùng cái tầm tiền này 3 triệu 5 3 triệu 4 3 triệu 5 3 triệu 6 đại loại nó xem xem cùng cái tầm tiền nên em quay cho các bác để các bác dễ hình dung ra đấy để cho các bác dễ tôi có một con 3 triệu 3 nữa này cho nó vào cho nó nó gọn này A90 5G 3 triệu 3 con này thì màn hình sáng đẹp trong veo hình thức 97 RAM 6 128GB, chip Snapdragon 855, riêng A90 này chưa bao giờ các bác hối hận đâu. Nên con này đảm bảo các bác cứ yên tâm mà mục mà quất. Riêng con A90 này nhà em cho người già dùng cực kỳ nhiều luôn các bác nhá. 3 triệu ba rất mượt. Dùng các ứng dụng hàng ngày chưa có khái niệm đơ lag là cái gì hết, kể cả các bác chơi game luôn các bác nhá. Con này các ứng dụng này mở phát ăn ngay luôn, không có đơ lag gì hết. Đấy, người ta gọi là không có khái niệm đơ lắc trong từ điển của con này. Giá hiện tại đang là 3 triệu 3 Tặng đầy đủ ốp lưng sạc cáp giá màn hình cho bác Riêng con này đầy đủ phụ kiện các bác nhé Và bây giờ em giới thiệu bác một cái dòng máy trong cái tầm tiền ba củ ba củ thì một cái mã máy mà bên em đang bán rất là chạy Đây chính là con Galaxy M53 À sorry các bác Sorry sorry Con này là M33 các bác nhé Đấy, M33 và M53 nó giống hệt nhau con M33 hiện tại em đang có màu trắng, ngọc, tờ ring và một loại nữa là màu xanh Hiện tại thì em chỉ còn có hai màu thôi con này mới cầm lên đang hết pin rồi Để xem có con nào có pin giới thiệu bác Hai con này đang cầm lên vì ngày hôm qua em bán 4 con Galaxy M33 này các bác nhá Màn hình AM, con này màn hình LCD Kích thước rộng 6.6 inch Nói chung là của lôi đồng cối đá Đấy, M33 này thì bán biết bao nhiêu chiếc Để chưa biết chiếc nào lỗi cả Galaxy M33 Một cái mẫu máy rất lành Pin 5.000, một quả pin khủng khiếp luôn các bác nhé Ram của đó là Ram 6GB Bộ cái trong là một chai 8GB Đủ để các bác dùng tất cả các ứng dụng hàng ngày ok luôn các bác nhé Giá là 2 triệu 9 Và trong cái giá này thì sẽ bao gồm ốp lưng Sạc cáp và giá màn hình đầy đủ cho bác Và máy thì hình thức rất là mới Đây các bác nhìn hình thức mới chưa Đầy đủ phụ kiện sạc cáp ốp lưng và giá màn hình cho bác Galaxy M33 Bản Hàn Quốc 2 triệu 9 Ngoài ra thì em có cả cái phiên bản là M23 này các bác nhé 33 rồi thì bây giờ là 23 đi 23 này thì 2 triệu 7 Đấy, 2 triệu 8 đang giảm còn 2 triệu 7 ra 4 1 chai 8 ghi pin 5000 chip uh, còn này chip Exilot đấy nói chung là lồi đồng cối đá và châu bò các bạn nhé là cái tiêu chí của em nó lồi đồng cối đá và cực kỳ châu bò đấy chính là con Galaxy M23 đầy đủ tiếng Việt nha các bạn nhé đây là tiếng Hàn Quốc đấy anh em nào mà thích chuyển tiếng Việt ấy, thì các bác cứ làm như em chỉ từ 5 cho đến 6 đến 9 giây là các bác đã chuyển xong tiếng Việt cho nó em nó rồi Đấy, tất cả là đã sẽ chuyển sang ngôn ngữ tiếng Việt rồi các bác nhá. Cái đấy rất đơn giản thôi, không có cái gì khó khăn cả. Con này giá hiện tại em nó bán cho các bác là 2 triệu à, uh, 2 triệu mấy đây? 2 triệu 7. Tặng ốp lưng sạc cáp và giá mình đầy đủ cho bác. Và một cái dòng máy trong tầm tiền hơn ai cổ tiếp theo, đây chính là con Galaxy A32 Plus. Con này 2 triệu 6 nhá. Màu đỏ và màu đen. RAM 4 1 8 g pin 5000, hình thức hơi sức sát nhẹ một tí. Trên vỏ, đại loại là vỏ là không được đẹp keng, nó vẫn có sức sát nhưng mà được cái là con này trâu bò giá 2 triệu 6 không nhé màn hình to 66 inch 2 triệu 6 rồi cái sản phẩm tiếp theo em sẽ giới thiệu cho bác ba sản phẩm bốn sản phẩm Oppo và Xiaomi đầu tiên em sẽ giới thiệu cho bác hai con Xiaomi cấu hình cực kỳ khủng khiếp luôn thậm chí S22 Ultra nhé nó so sánh ngang với S22 Ultra về cái cấu hình luôn đây bây giờ em sẽ giới thiệu cho bác trước mặt các bác đây chính là hai cái con máy Xiaomi Redmi K50 Ultra Riêng dòng Xiaomi thì các bác dùng các bác biết rồi, nó một trong dòng máy rất mượt. Xiaomi, đấy, Thương hiệu họ của Trung Quốc các bác nhá. Đấy, thứ hãng Xiaomi thì các bác biết rồi, hãng Xiaomi, camera 100 megapixel. Máy đẹp 99%. Đây trước mặt các bác đây chính là hai con K50 Ultra 5G. Đấy, RAM 12 GB, bộ nhớ trong là 256 GB, một cây màu xanh và một cây màu bạc, hàng đẹp 99%. Nguyên zin nguyên bản 100% đã chạy Rome HyperOS mới nhất hiện tại rồi. Các bạn nhìn chưa? K50 Ultra 5G, bộ trong 256 GB, RAM 12 GB. Đấy chip Qualcomm Snapdragon là 8 Gen 1, màn hình 144Hz các bạn nhá. Giá hiện tại cây này em đang bán cho các bác 5.990.000đ, tặng cho các bác kèm một bộ sạc 67W. Còn ốp lưng thì các bác phải tự mua nhá. Cây này em không tặng kèm ốp lưng, tặng kèm sạc bộ sạc 67W 5.990k. Ngoài ra thì em có một cái dòng nữa chính là con Oppo A53. Con này thì RAM 8 128 GB, hai sim hai sóng có màu đen và màu xanh. Hàng đẹp 99% nguyên cả hộp luôn các nhá. Con này nguyên hộp luôn. Giá hiện tại nó bán cho các bác đó, Oppo A53 này hiện tại đang bán là 2 triệu uh, 2 2 triệu mấy đây? 2 triệu 8 các bác nhá. 2 triệu 8 Oppo A53 là 2 triệu 8 này. Rồi có Oppo uh, A56 thì là 2 triệu 7 nhá. A56 có màu đen, màu xanh, hàng đẹp 99% nguyên hộp Đấy, Full box luôn, sạc cáp, ốp lưng, giám hình đầy đủ 2 triệu 7 này, Oppo A56 này thì giám 6, 128GB Đấy, Và 2 SIM 26 này, rồi uh, có hỗ trợ 5G luôn Oppo A56 có hỗ trợ 5G luôn các bạn nhé 2 triệu 7 này, Oppo A56 này Rồi một cái sản phẩm cuối cùng chính là con Oppo A31 A31 thì hiện tại màu đen, màu mấy cái màu kia em bán hết rồi Còn lại một cây màu đỏ và một cây màu trắng xanh này thôi Hai con này cũng là hàng đẹp 99%, RAM 6 128GB, 2 SIM 26, giá là 2 triệu 2. Và cái sản phẩm cuối cùng trong clip ngày hôm nay chính là hai dòng thì máy, chính là A31 bản Hàn Quốc của Samsung. Con này RAM 464GB 5000, 2 triệu 1 này hình thức hơi phẩy này. Rồi A21S, con này cũng là 2 triệu này. Đấy, hình thức cũng hơi phẩy nhưng mà được cái trâu bò, giá 2 triệu 2 triệu 1. Đấy, và đây chính là cái dòng máy cuối cùng trong clip ngày hôm nay. Và còn quên một cái dòng chính là Galaxy Book này em lại quên không quay cho các bác này Galaxy Book mới về thêm hàng full box mới 100 trăm Quên không quay cho các bác Đấy, Galaxy Book mới về thêm một đống luôn các bác nhé Đấy, cái dòng máy tính này thì các bác cũng lấy rất nhiều Con này thì mới 100 trăm Đấy, Thì em giới thiệu qua như vậy Bác nào cần máy tính thì các bác cứ vẫn nhắn tin cho em Mới 100 trăm chưa cả edit lên Đấy, em mới mở một con ra để xem thôi Nguyên hộp sạc cáp đầy đủ Máy mới mở 180 độ Phù hợp cho dân văn phòng các bác nhé Con này thì có cắm được sim này Đấy, rắc từ các cổng rắc tai C rồi USB thì mic miếc các kiểu đầy đủ trong này. Đấy, khe cắm thẻ đầy đủ các nhá. Đấy điều dòng laptop Galaxy Book 3 Go 5G thì cái này, này em đã giới thiệu ở mấy clip trước rồi. Giá là 6 triệu rưỡi. Đấy, bác nào cần máy tính thì các bác cứ nhắn tin cho em. Và clip của em hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn và xin chào tất cả các bác. Đấy, hẹn gặp lại các bác ở clip tiếp theo.